Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Việc xem ngày kết hôn nhằm mục đích chọn được ngày đẹp, đại minh, đại cát để việc kết hôn hỏi diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngoài ra, việc xem ngày cưới theo tuổi sẽ mang lại nhiều may mắn và hứa hẹn một cuộc sống hôn nhân viên mãn, lương duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời. Người xưa có câu, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Vì vậy, xem ngày tháng kết hôn phụ thuộc chủ yếu vào tuổi cô dâu. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày kết hôn tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ kết hôn trong tháng 11 âm lịch. 2, những ngày tốt nhất kết hôn trong tháng 11. 3, tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác kết hôn được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt kết hôn, đầy tiền, ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ. Như vậy, không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc kết hôn trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo ngày tốt toàn thư, những ngày kết hôn phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ kết hôn bao gồm những ngày sau: sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, xương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực hình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, tứ cùng, ngũ ly, bát chuyên, ngũ mộ. 2. Ngày hợp kết hôn: thiên nguyện, sân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra được ngày tốt nhất kết hôn trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng Thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Là ngày sát chủ, trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Canh Dần, ngày 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, ngày 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày thụ tử, trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, ngày 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày tam nương, bao gồm có 6 ngày: mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, ngày 13 Quý Tỵ, ngày 18 Mậu Tuất, ngày 22 Nhâm Dần và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 4. Là ngày nguyệt kỵ, bao gồm các ngày: mùng 5 Ất Dậu, ngày 14 Giáp Ngọ, ngày 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Là ngày vãng vong, là những ngày tuất. Trong tháng 11, ngày tuất bao gồm những ngày sau: mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất. 6. Là ngày dương công kỵ, trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa.
7 là ngày trực kiên, trong tháng 11 trực kiên là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 8 là ngày trực phá là những ngày Ngọ, mùng 2 Nhâm Ngọ, ngày 14 Giáp Ngọ, ngày 26 Bính Ngọ. 9 là ngày trực bình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, ngày 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều các tinh thì dùng được. 10 là ngày trực thâu là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu. 11 là ngày trực bế là những ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi và ngày 19 Kỷ Hợi. 12 là ngày trực mãn là những ngày Dần, bao gồm mùng 10 Canh Dần, ngày 22 Nhâm Dần. 13 là ngày kiếp sát là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 14 là ngày tai sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, ngày 14 Giáp Ngọ, ngày 26 Bính Ngọ. 15 là ngày nguyệt sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, ngày 27 Đinh Mùi. 16 là ngày nguyệt hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 17 là ngày nguyệt hại là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 18 ngày nguyệt yểm, trong tháng 11 ngày nguyệt yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý, ngày 20 Canh Tý. 19 là ngày thiên sứ là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu. 20 ngày đại thời là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, ngày 27 Đinh Mùi. 21 ngày tứ kỵ là ngày Nhâm Tý, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 22 là ngày tránh tứ phế là ngày 26 Bính Ngọ. 23 ngày tứ cùng là ngày Quý Hợi, tháng này không có ngày đó. 24 ngày ngũ ly bao gồm 26 Bính Ngọ, ngày 18 Mậu Tuất, ngày 9 Kỷ Sửu. Đây là những ngày đặc biệt phải kiêng kỵ khi kết hôn. 25 là ngày bát chuyên, ngày 27 Đinh Mùi. 26 là ngày ngũ mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc kết hôn cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27 là ngày thiên nguyện là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. 28 ngày sân nhật là những ngày Mão, bao gồm 17 Đinh Mão, 29 Kỷ Mão. Các ngày này trùng với thụ tử nên không dùng được. 29 ngày thiên đức hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân là ngày tốt, nhiều cát tinh, không có hung tinh, ảnh hưởng xấu đến việc kết hôn. 30 là ngày nguyệt đức là những ngày Nhâm, bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày tai sát và ngày nguyệt phá không nên dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngũ mộ nên bỏ qua, ngày 22 Nhâm Dần trùng với sát chủ nên không dùng được. 31 ngày nguyệt đức hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi tuy trùng với ngày trực bế nhưng lại là ngày nhiều cát tinh, 17 Đinh Dậu trùng với ngày trực thâu và ngày thiên sứ nên không dùng, 27 Đinh Mùi trùng với ngày tam nương không nên thực hiện công việc gì. 32 ngày thiên xá là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 33 ngày nguyệt ân là những ngày Giáp, bao gồm các ngày mùng 4 Giáp Thân trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên, ngày 14 Giáp Ngọ trùng với ngày nguyệt phá và ngày tai sát nên bỏ qua. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày nhiều cát tinh, rất tốt cho ngày kết hôn. 35 ngày tứ tướng là những ngày Giáp và Ất. Ngày Giáp trùng với ngày nguyệt ân đã xét ở trên, ngày Ất bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu trùng với trực thâu và ngày thiên sứ nên không dùng, ngày 15 Ất Mùi trùng với ngày nguyệt sát và ngày đại thời, xấu không nên dùng, ngày 25 Ất Tỵ trùng với ngày kiếp sát. Như vậy ta không chọn được ngày nào đẹp theo tiêu chí này. 36 ngày thời đức là những ngày Dần trùng với ngày sát chủ nên ta không dùng. 37 ngày tam hợp là ngày Thân và ngày Thìn. Ngày Thân trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. Ngày Thìn bao gồm các ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày ngũ mộ nên bỏ qua. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày tốt để kết hôn. 38 ngày thiên hỷ là ngày Thân đã xét ở trên. 39 ngày lục hợp là những ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Sửu trùng với ngày ngũ ly kỵ kết hôn. 21 Tân Sửu là ngày tốt. 40 ngày ngũ hợp, tháng 11 là tháng Nhâm Tý nên hợp với những ngày có thiên can là Đinh trùng với ngày nguyệt đức hợp đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã xét dựa trên 40 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt kết hôn ở tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc kết hôn. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt kết hôn trong tháng 11 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. 1. Mùng 4 Giáp Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. 2. Ngày 16 Bính Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân. 30. Ngày 28 Mậu Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Quý. 4.
Ngày mùng 7 Đinh Hợi, kỵ những người tuổi Tỵ rất tốt cho người tuổi Mão, Mùi Dần và những người có thiên can là Nhâm. Năm, ngày 24 Giáp Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, tốt cho người tuổi Thân, Tý Dậu và những người có thiên can là Kỷ. 6, ngày 21 Tân Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu Tý và những người có thiên can là Bính. Đó là 6 ngày cát lành kết hôn trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.